Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi ngang nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 36.000 đến 38.000 đồng kg, Đồng Tháp 36.000 đến 38.000 đồng kg, Hậu Giang 35.000 đến 36.000 đồng kg, Cần Thơ 35.000 đến 36.000 đồng kg, Trà Vinh 35.000 đến 36.000 đồng kg, Sóc Trăng 35.000 đến 36.000 đồng kg. Giá ớt cổ nhất và khoảng và 35.000 đến 36.000 đồng kg, giá ớt cổ nhì và khoảng và 33.000 đến 35.000 đồng kg, giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 36.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung, các lá 27.000 đến 29.000 đồng kg, Gia Lai 27.000 đến 29.000 đồng kg, Bình Định 26.000 đến 28.000 đồng kg, Lâm Đồng 27.000 đến 29.000 đồng kg, Đồng Nai 28.000 đến 30.000 đồng kg. Ớt chợ có giá từ và 23.000 đến 25.000 đồng kg, các tỉnh phía Bắc 20.000 đến 23.000 đồng kg. Ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 55.000 đến 60.000 đồng kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhì 48.000 đến 52.000 đồng kg, ớt xiêm xanh 25.000 đến 28.000 đồng kg, ớt chuông đỏ 28.030 đồng kg, ớt chuông vàng 30.000 đến 32.000 đồng kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.